You can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Fill my scattered heart, fix me, I said. We could lay here underneath the river. If you stay, if you stay. Các bạn sinh viên của trường cao đẳng Epoly đã nhận thấy các bạn có sự rất là nhanh nhẹn và nhạy bén trong việc tiếp cận các công nghệ mới. Rất là nhiều bạn sinh viên của Epoly thì đã tham gia làm việc và tham gia các chương trình đào tạo của FPT Software. Chỉ sau thời gian khoảng 3 đến 6 tháng thì các bạn đã có thể tiếp cận được các công nghệ khó và làm được các dự án lớn của công ty. Và anh rất là hy vọng là sau sự kiện ngày của việc làm ngày hôm nay thì có nhiều bạn sinh viên của Epoly sẽ lựa chọn FPT Software để làm việc và thực tập trong thời gian tới. Thực tế là FPT Polytechnic thì có một khoa đồ họa, thiết kế đồ họa. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa phải tập trung vào thiết kế game nhiều lắm. Thế nên là mình cũng rất hy vọng là lần này ngoài cái việc là có thể quảng bá được thương hiệu của Taurus Global Studio đến tất cả các sinh viên của FPT thì mình cũng hy vọng là có nhiều bạn trong khoa đồ họa có thể chuyển hướng từ thiết kế sang thiết kế game để có thể tiếp cận được một cái cơ hội nghề nghiệp mới mà công ty Taurus Global Studio có thể mang đến cho mọi người. 今まではまあ大学生を中心にもしくは大学卒業してしば 1,2 年働いた人を中心に採用してたんですけれども、まあここさらに若い学生さんがいるということで若い学生さんで、自分がこういうふうに将来なりたいっていう何かこう野心というかですね強い願望を持ってるような人でかつ IT に興味があるっていう人を、探してます。そういう人たちには我々の会社はいいオプションを提供できると思うんですね。về sinh viên của Epoly thì anh cũng đánh giá các bạn là những bạn sinh viên khá là năng động, có kiến thức chuyên môn cũng như là cái khả năng về mặt kỹ năng mềm khá là tốt. Nên anh cũng rất là kỳ vọng các bạn sinh viên của Epoly có thể đáp ứng được các cái công việc cũng như là các cái dự án mà bọn anh công tác tới là sẽ nhận được ở thị trường mà bọn anh đang làm việc, đó là thị trường Nhật. Anh thấy sự kiện Software hôm nay tổ chức rất là chuyên nghiệp và có sự hỗ trợ thông tin doanh nghiệp rất là đầy đủ. Đồng thời thì cũng có rất là nhiều các doanh nghiệp mang đến rất là nhiều cái cơ hội việc làm tại sự kiện ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là các bạn sinh viên Epoly sẽ có những cái sự lựa chọn sáng suốt và tìm được các doanh nghiệp phù hợp nhất với cả năng lực của mình. Sự kiện năm nay thì theo như đánh giá của chị thì chị thấy là tại vì cơ sở vật chất của trường đang rất là mới, vì thế cho nên là cái sự kiện cũng được tổ chức được đầu tư khá là tốt. Và với phía doanh nghiệp thì chị cảm thấy là bọn chị được nghĩa là chuẩn bị cũng như là được quan tâm rồi được trang bị những cái cơ sở vật chất cũng rất là tốt. Trước tiên thì mình thấy không khí đây rất là nhộn nhịp, đông đúc và có rất là đa dạng các cái doanh nghiệp mà tìm đến những bạn như mình, những người như mình thì mình cảm thấy rất là hữu ích, vì là mình cũng là một sinh viên, mình cũng đang có nhu cầu đi tìm việc làm mà mình mà tự túc mình tìm online thì thực sự rất là khó, và cũng là nhờ có cái sự kiện như thế này mình có thể tìm một cách dễ dàng hơn. Mọi các doanh nghiệp và đa dạng về ngành nghề, về nhu cầu và yêu cầu thì nó cũng đa dạng, thì làm cho mình sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Rất hay năm nay đem lại một sân chơi rất là thú vị ạ, bởi vì mình cảm thấy mình có thể bán được một khu nhà một cửa hàng nhà tranh nhỏ nhỏ và rất nhiều bạn đến tham gia ủng hộ, cơ tạo cơ hội việc làm cho mình nữa. Thay mặt tập đoàn FPT và FPT Software thì rất là cảm ơn ban tổ chức ngày hội việc làm của các trường cao đẳng Epoly đã tổ chức ra một sự kiện rất ý nghĩa như hôm nay, và hy vọng rằng trong những năm tới thì tập đoàn FPT sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn sinh viên trong các sự kiện ý nghĩa như ngày hôm nay tiếp. Taurus cảm thấy là đây là một chương trình khá chuyên nghiệp và có thể kết nối được khá nhiều bạn sinh viên tham gia, nên là mình cũng hy vọng là lần sau cũng có thể được tiếp tục tham gia những chương trình như thế này do FPT Polytechnic tổ chức. そうですね、はい、やっぱりこういう賑やかな環境で自分たちの会社のことをアピールできるのはいいことだと思うので、ぜひ参加したいと思います。Hôm nay anh rất là bất ngờ
khi mà được quay trở lại với Epoly làm sự kiện Rock Fair này. Thứ nhất là ở đây các ở ban tổ chức của Epoly đã rất là nhiệt tình hỗ trợ doanh nghiệp để được tiếp cận các bạn sinh viên đến làm việc tại doanh nghiệp, và sự hỗ trợ đó cũng sẽ là động lực để bọn anh có thể tiếp tục làm việc trong các Rock Fair sau tại Epoly. Ban tổ chức thì hiện tại cũng mong rằng là sang năm ban tổ chức có thể có những cái chương trình lớn hơn một chút, đối với có cơ hội nhiều hơn cho các bạn sinh viên một chút nữa. Mình cảm ơn ban tổ chức vì đã tổ chức một cái sân chơi này cho mình thôi ạ. Còn các doanh nghiệp thì mình nghĩ là sẽ tìm được vị trí thích hợp để mình có thể tham gia các doanh nghiệp. Tôi rất là thích các bạn FT Poly hôm nay là rất là trẻ, rất là năng động, và các bạn thực sự là gây ấn tượng tốt cho tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng là đến đại học FT mới vui. Thì nhưng mà hóa ra hôm nay đến đây thấy thực sự là vui với các bạn. Ngay từ trước tôi đã nói rồi là bằng cấp tôi không quan trọng, quan trọng là năng lực làm việc và thái độ làm việc. Thế tôi nên nói lại, bằng cấp không quan trọng, quan trọng là năng lực và thái độ làm việc. Là tôi mong rằng là các bạn sẽ trở thành đồng nghiệp của chúng tôi.